lại xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh của Viết Phú. Thì em đang ở một cái cửa hàng đồ điện tử mới, có rất là nhiều đồ. Đây là rất là nhiều đài cassette, không phải cassette mà đài CD này, vừa nghe nhạc vừa CD vừa có FM luôn đấy. Thì em sẽ quay ra xem một số con. Đây có Wintech này, có một anh hỏi cái em con này. Chắc chắn nếu em đăng video này lên thì chắc anh nếu có theo dõi thì anh lên hệ lại với em. Con này là con của Wintech. Con này rất là rẻ thôi, tầm 3 triệu. Có cân nặng là 3,2 kg. Rất là đẹp. Vừa chạy được đĩa gì nhỉ? Đĩa than này, vừa chạy được băng này, vừa chạy được CD này. Đấy, rất là nhiều chức năng, có thể nhớ, có USB, có cắm cái jack 3.5 vào luôn, rất là nhiều chức năng. Mà nó thì không có Bluetooth. Con này mã của nó là Wintech KRP308MS này bác. Đây mã nó đây. Giá này quy ra khoảng tầm 3 triệu tiền Việt Nam, chưa kể tiền vận chuyển có thứ và ship về Việt Nam nhé, tiền hàng thôi. Rồi bên này là một con JVC có giá 2 triệu CD. Con này thì có Bluetooth, có CD, có USB. Con này JVC NXPB30 nhé. Đấy, có 1,6 có 1,6W âm phát ra. Còn có trọng lượng là 1,6 kg. Giá nó là hơn 2 triệu 2,2. Bên này là một con con đài CD của Sony. Xưa đi học của trường đại học thì các cô hay dùng những cái đài như này để phát tiếng Anh lên cho anh em học. Con này là Sony ZS-GSB-1BT. Con này có giá là khoảng hơn 3 triệu tỷ, 2,7 kg. Có Bluetooth, có USB, có CD. Đấy, rất là đa chức năng. Và tất nhiên là cũng made in China, vì nhà máy thì để đặt ở China để cho giảm chi phí chứ không ai đặt ở Nhật Bản nữa. Bên này là một con khác cũng có đầu CD của đây là con hàng của Toshiba. Đấy, có mã là TI-CVK-X90KM. Thì con này có đĩa này, MP3 này, CD này, USB, Bluetooth, rất nhiều chức năng. Có ghi âm luôn. Đó, chào. Rất nhiều chức năng. Quay xung quanh nha bác. Đấy. Con này nặng 2,2 kg nhé. Rất là nhẹ. 1 triệu con này thì cộng 2,2 kg về Việt Nam tầm 500 tiền vận chuyển, cộng với 500 tiền lặt vặt và 200.000 tiền vận chuyển, 2 đến 300.000 tiền vận chuyển thì nó rơi tầm bao nhiêu? 2 triệu rưỡi. Chưa đầy 2 triệu rưỡi con như thế này. Sony Toshiba rất nhiều chức năng như thế này. Rồi em xin sang tiếp, con tiếp theo là một con Sony khác. Rất là đẹp, màu trắng rất là tinh khôi. Màu cái vỏ bằng nhựa hết, tất nhiên là bằng nhựa rồi. Con này là Sony CFD-S401WC. Con này có giá là 2 triệu rưỡi. Và có cân nặng là 2,8 kg. Chất lực âm thanh 1,5W. Sao 1.5W thôi á? Sao thế? Nhỏ thế à? Con này thì giá nó ôi giời. Sao bên này cái hàng cái giá cũ của nó là tầm hơn 3 triệu. Giảm giá xuống còn 2,5. Có CD, không có Bluetooth, không có USB. Con này thì ít chức năng hơn nên là chắc là ít được bán được hàng nên là phải giảm giá thôi, đúng rồi. Không có gì ăn uống hết. Bên này là một con Sony khác, có CD, có FM, không có Bluetooth, có AM, chất lực 2W một bên. Con này có giá 1,5 triệu, nhưng con này chắc là cũng chả ai mua, em cho em mua. Không có Bluetooth các thứ, CD mấy ai nghe nữa. Bên này là một con Toshiba TI CD S7 này. Con này có FM, AM, có băng, có đĩa CD, không có Bluetooth, không có USB, xuất lực âm xuất là 1,7 cộng 1,7W, trọng lượng 1,8 kg. Thôi con này quay sơ thôi. Con này là con Sony khác, con này thì cũng không có Bluetooth, không có SD, không có USB, có AM và có CD thôi. Trọng lượng 2,3 kg, giá 1,6 triệu. Con này là giảm giá. Trước của nó là khoảng tầm 1,7 triệu đấy, giảm giá xuống 1,6 triệu, giá 100.000. À chà. Sony CFD-S70BC. Đây là cũng là một con Sony
Sony CFD-F70WC cũng không có chức năng như Bluetooth và USB, chỉ có CD, có AM 1.7W. Đây, trên đây bác coi, màu trắng là đẹp. Bên này là con Sony Koyomi. Con này cũng tương tự như con kia, chỉ có đĩa không thôi, nên em không quay kỹ. Dưới này audio com này thì cũng chỉ có CD không thôi, thôi cũng không coi kỹ luôn. Bên này một con đài có ghi âm, có giá là khoảng tầm 1.5 triệu. Con này có FM AM thôi. Một cô zombie tiếp 8 triệu. Đây là mấy con nghe chuyên nghe FM AM thôi, giá tầm 1 triệu đồng của Koyomi. Ở đầu này thì có mấy con khác của Panasonic cũng giá 1 triệu chỉ có FM AM thôi. Panasonic RX145H. Đấy, rất là nhiều. Đây còn mấy con Sony không có Bluetooth, không có, chỉ có CD và FM AM thôi. Thì em không quay kỹ, quay mã cho các bác xem rồi và cái hình nó thôi. Đây là mấy con đơn giản giá 1 triệu, tầm hơn 1 triệu tí. Đấy, con này thì 2 triệu, cũng là của thằng Koizumi và Toshiba. Con này của Toshiba đắt hơn chút, 2 triệu. TI CB7 và CB100. Đấy, thì bên này là có cái CD của thằng Toshiba tiếp. Con này có CD USB SD nữa, thẻ nhớ SD cao cấp hơn một chút, có giá tầm 2.5 triệu. Và bên này là một con Sony nhìn rất là đẹp, rất là cao cấp, nhưng mà thực ra là cũng không có chức năng gì, chỉ có CD thôi và FM AM thôi, giá 2 triệu. Thì chắc cũng ít người mua. Và dưới này cũng có mấy con khác cũng giá tầm 1.2 triệu. Còn là đài FM, ví dụ con này của Toshiba AM FM thôi, con này của Toshiba AM FM không, khoảng tầm 1.2 triệu, hơn 1.2 triệu. Đấy, Sony AM FM rất là đơn điệu, rất là đơn giản, giá thì cũng rất là vừa phải so với những người chơi âm thanh, em thấy cũng hết sức là bình thường, hợp lý. Ở đâu của nó thì có mấy con loa của Google, Amazon Echo gì. Đây là cái con LFS50GWC của Sony. Đấy, thì con này có giá là khoảng tầm 3.7 triệu đấy. Cân nặng của nó, chưa đầy 1 cân, 750g. Xuất lực 18W. Đây, quay các bác coi, nút bấm ở phía bên dưới, Bluetooth bên phải và tắt âm ở bên trái. Có dây cắm nguồn màu vàng ở bên dưới đáy. Đấy, đây này là có nút, không có nút gì. Đây, một tráng LF50SG. Đây là nút Bluetooth và đây là nút tắt âm thôi. Đây là một con, một bên này là một con khác của cũng của Amazon. Đây là Amazon này, có con Amazon này, nó đẹp lắm. Bên trên là có 4 nút. Từ ghi âm, tắt âm, tăng giảm âm lượng. Con này cũng made in China thôi. Hàng thì đa số là made in China, bên Nhật này 95% là kể cả hàng thực phẩm cũng made in China nha các bác. Nhưng mà vào thị trường Nhật Bản thì nó khác so với vào thị trường châu Phi và thị trường Việt Nam thì nó cũng sẽ khác, có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Xem làm ở Việt Nam thì em lắp ráp hàng cho công ty Nhật rất là nhiều hàng máy in đấy. Máy in Canon, em làm ở Canon. Thì hàng của nó đi Trung Quốc và đi các thị trường khác nhau thì sẽ là tiêu chuẩn khác nhau rất là nhiều. Và cuối cùng đấy, có một con nữa là của Amazon Echo. Con này em đang quay rửa cho các bác đây, đưa đến phần thông tin của nó. Thì nó tầm 2.4 triệu. Con này có giá là 821g thôi. Xuất lực của nó là 21W. Điện năng tiêu hao 21W. USB, có USB, có Bluetooth. Đấy, rất là đẹp, con này rất đẹp. Đây là một số con Bluetooth và cái loa của một số thằng như là Sony và một số cái đầu CD có kèm Bluetooth. Em mới quay cho các bác xem tham khảo một chút.
Rồi có một số bác hỏi thăm. Rồi đây, con Vintech này là nhất, rất nhiều bác hỏi thì em xin quay lại một lần nữa. Đấy. Made in China, Hà Nội địa của Nhật. Đấy, em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái video của em. Đấy. Em xin kết thúc video này ạ.